phản ứng được trao giải Nobel vật lý của khoa học gia Englert. Thưa quý vị, tin Brussels, khoa học gia Anh Quốc Peter Higgs và khoa học gia Mỹ Quốc Francois Englert đã được công bố trao giải thưởng Nobel vật lý năm 2013 về lý thuyết cho rằng phân tử Higgs và yếu tố vật chất căn bản tạo nên vũ trụ. Trước khi tham dự cuộc họp báo chính thức, khoa học gia Englert đã nói chuyện với ký giả từ sân lầu của nhà ông ta ở Brussels. Được hỏi có phải giải thưởng đã tới quá trễ hay không, khoa học gia nói rằng ông ta đang mừng vì đã nhận được giải thưởng không quá trễ vì ông ta vẫn còn sống. Nhưng giải thưởng cũng làm ông ta nhớ tới khoa học gia Robert Brault đã làm việc cả đời với ông ta. Khoa học gia Englert đã 80 tuổi, bạn đồng nghiệp Robert Brault mất năm 2011. Khoa học gia Peter Higgs hiện 84 tuổi, được hỏi phân tử Higgs chỉ mang tên Higgs, không mang tên Higgs-Englert, có phải là bất công hay không? Khoa học gia nói rằng cái tên Higgs-Englert dĩ nhiên chính xác hơn, nhưng ông ta không quan tâm tới loại chuyện như vậy.